Chào các bạn, như các bạn đã biết thì hệ điều hành Windows tính năng rất hay đó tính năng ngủ đông Hibernate. Tuy nhiên với Windows 10 thì tính năng Hibernate mặc định bị tắt. Vậy làm sao chúng ta có thể bật được tính năng này lên? Trước tiên thì các bạn sẽ bấm vào nút Start. Sau đó các bạn gõ chữ Power để vào mục Power Setting. Chúng ta sẽ vào mục Power and Sleep Setting. Tại đây các bạn sẽ bấm vào phần Additional Power Setting. Tiếp theo các bạn sẽ bấm vào phần True What the Power Button Do. Tại đây các bạn sẽ nhìn thấy cái tính năng Hibernate bị ẩn đi Và chúng ta muốn dùng cái tính năng ngủ đông chúng ta sẽ phải bật tính năng này lên Bằng cách là bấm vào nút trên setting that are currently unavailable Bạn bấm đây thì chúng ta sẽ điều chỉnh được cái nút Hibernate ở đây Và bạn tích vào nút Hibernate để bật tính năng ngủ đông lên Sau đó bạn ấn nút Save Change Và bây giờ tại nút Power trên Start chúng ta sẽ có thêm tính năng ngủ đông bạn bấm đây Chúng ta sẽ nhìn thấy chữ Hibernate và khi chúng ta bấm vào chức năng này thì tất cả những thứ chúng ta đang sử dụng sẽ được lưu lại và tắt máy. Và khi bật máy tính lên thì, thì tất cả những cái cửa sổ hoặc phần mềm đang dùng sẽ được mở lại nguyên trạng như các bạn đã tắt trước đó. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.